các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của kênh VTC14. Thưa quý vị, lưỡi áp cao lục địa đang suy yếu và lệch đông gây ra trường gió đông đến đông nam trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Trong khi đó thì trường gió đông bắc đến đông đang bao phủ trên khu vực phía bắc của biển Đông. Khu vực vùng biển phía Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính, kết hợp ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 đến 28 độ vĩ Bắc. Do vậy mà khu vực vùng biển phía Bắc thời tiết chuyển ấm hơn, giảm mưa và có nắng xuất hiện. Sau đó thì rãnh áp thấp phân tích trên bị nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam và đầy dần. Khoảng ngày 18 thì các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Sau đó thì không khí lạnh còn được tăng cường mạnh thêm vào ngày 22, ngày 23. Tại khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày hôm nay trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ trời chuyển nắng trở lại, thời tiết hầu như tạnh ráo, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông đến đông nam mạnh cấp 3, cấp 4. Các phương tiện đánh bắt sẽ bị ảnh hưởng khi sương mù xuống. Thời điểm buổi trưa thì tàu thuyền sẽ thuận lợi hơn cho việc di chuyển và đánh bắt. Tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh suy yếu nhường chỗ cho sự hoạt động của áp thấp phía Tây. Do vậy, trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết tốt hơn, có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam mạnh cấp 3, cấp 4, trời ấm hơn, có nắng xuất hiện nên sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động của tàu thuyền. Tuy nhiên, thì trong giai đoạn này, năng suất đánh bắt chỉ ở mức độ tương đối ổn định, không được cao. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, khu vực vùng biển gần bờ miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 4. Thời gian này thì các nghề khai thác đánh bắt gần bờ khá thuận lợi. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, trên toàn vùng biển khu vực miền Trung do không chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết xấu nào nên thời tiết rất ổn định. Khu vực vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường nên thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Bình Định là một trong những tỉnh cung cấp sản lượng cá ngừ đại dương lớn cho cả nước trong những năm gần đây. Nghề câu cá ngừ đại dương đang đem lại lợi nhuận kinh tế cao, nhiều chuyến đi biển ngư dân kiếm được cả trăm triệu đồng. Đặc biệt là từ khi ngư dân áp dụng cách khai thác cá ngừ đại dương bằng hệ thống đèn cao áp, hiệu quả đánh bắt cao hơn rất nhiều so với cách câu vàng truyền thống. Tuy nhiên, việc ngư dân đồng loạt bỏ kiểu câu vàng truyền thống lâu nay để chuyển sang câu bằng đèn cao áp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng và thương hiệu cá ngừ đại dương mà còn nguy cơ gây cạn kiệt nguồn lợi cá ngừ đại dương tại vùng biển Việt Nam. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo. Tại đây trời nắng nhiều hơn, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển ổn định. Tiết trời ấm nên cũng thuận lợi cho việc di chuyển của các đàn cá đáy, cá mực, tôm ở khu vực vùng biển Côn Đảo. Các nghề khai thác cá thu, cá ngừ cũng được xem là có năng suất đánh bắt ổn định trong giai đoạn này. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, những khối mây dông phát triển trên khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có xu hướng di chuyển sang khu vực vịnh Thái Lan. Nên trong ngày hôm nay thì thời tiết có mưa rào và dông ở một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 4. Tuy nhiên sang ngày mai khi mà những khối mây dông khác từ khu vực Nam Biển Đông di chuyển sang sẽ khiến thời tiết tại đây chuyển mưa dông trở lại. Liên tục trong 2-3 ngày tới, thời tiết khu vực vùng biển phía Nam còn xấu, có mưa dông phát triển. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, mây dông tiếp tục phát triển và duy trì cường độ trên toàn khu vực Vịnh Thái Lan và vùng biển đánh bắt xa bờ phía Nam. Ngày hôm nay, tại vùng biển này, duy trì tình trạng mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4, trong cơn dông có gió giật, không thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Tại khu vực phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong khi ở khu vực Bắc Biển Đông thì do khối khí lạnh suy yếu nên trời quang mây và hầu như không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ trên biển tăng nhẹ so với một vài ngày trước. Vùng biển ấm hơn nên thuận lợi cho hoạt động di chuyển và sức khỏe của ngư dân trong quá trình đánh bắt. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, trên khu vực giữa Biển Đông thì trời ít mây và thời tiết ổn định, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển ổn định, thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt xa bờ. Tại khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, không khí lạnh suy yếu lại tạo điều kiện cho trục rãnh thấp phía Nam phát triển hơn. Do vậy trong một vài ngày qua thì những khối mây dông mạnh liên tục phát triển gây thời tiết xấu trên vùng Nam Biển Đông. Trong ngày hôm nay và ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Do mưa dông kèm gió giật mạnh nên không thuận lợi cho hoạt động khai thác và đánh bắt trên biển.
Bản tin dự báo thời tiết biển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.